Welcome mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Jenny ngày hôm nay. Trong video clip lần trước thì mình cũng đã nói về việc mà mình mua bé Golden Retriever cũng như cái lúc mà mình gặp nó như thế nào. Thì trong video lần này mình sẽ nói tiếp về cái vấn đề là tại sao mình lại chọn giống chó Golden Retriever và cũng như là mình cảm thấy như thế nào sau một thời gian mình nuôi bé Golden Retriever. Thì thật sự mà nói là mình cảm thấy mình chưa bao giờ hối hận khi mà nuôi một bé Golden Retriever cả. Mặc dù bây giờ là đã là gần nửa năm mình có bé Golden rồi thì cái cảm giác của mình đó, nó vẫn là như vậy, mà thật ra mình cảm thấy mình còn thương nó nhiều hơn so với trước đây nữa. Bởi vì mọi người biết mà, mình nuôi chó mình mến tay mến chân, mình ở bên cạnh nó 24, hầu như 24 trên 24 luôn. Tuy nhiên là cái tình cảm mình dành cho nó sẽ có rất là nhiều. Nhưng mà lý do tại sao á, nhiều bạn hỏi là Jenny lại chọn đúng cái bé Golden Retriever mà không phải là giống chó khác, thì mình cũng nói là mình rất là thích những cái bé nào mà nó thiên về cái emotional, nó thiên về cái cảm xúc. Và Golden Retriever và Labrador Retriever là hai cái giống chó mà mạnh nhất, giỏi nhất về cái cảm xúc. Mình không nói là thông minh nhất nha, nó không có thông minh như là mấy cái con poodle hay là mấy con chó khác đâu, nhưng mà nó được cái là nó rất là tình cảm mọi người ạ. Thì đương nhiên nó cũng nghe lời, nó vô cùng nghe lời luôn. Và bởi vì nó tình cảm nên lúc nào nó cũng muốn làm mình vui. Bởi vì nó muốn làm mình vui cho nên nó sẽ làm mọi cách, và nó sẽ có những cái trò rất là silly, lúc nào cũng vậy, để có được cái attention của mình, có được cái sự chú ý của mình. Và kiểu giống như mình đi đâu, mình làm gì nó cũng đi theo, nó không bao giờ muốn rời xa mình dù chỉ là nửa bước. Và thật sự luôn nha mọi người, lúc đầu á, ai cũng vậy thôi. Nuôi puppy á, nuôi chó con á, ai nuôi rồi cũng sẽ biết. Trời ơi, nó cực khủng khiếp luôn mọi người, nó cực lắm. Cực ít nhất là trong vòng một tháng đầu tiên. Wow, cái tháng đó bạn sẽ bị mất ngủ, mất ăn, rất là cáu gắt, bực bội. Nói chung là rất là dễ bị điên luôn á. Trong khoảng một tháng đầu tiên khi mà có puppy. Cũng tại vì á, là thứ nhất puppy mới về nhà mình, nó chưa có biết gì hết. Mới có khoảng 8 tuần tuổi, 7 tuần tuổi, 8 tuần tuổi đó. Khi về nhà mới thì nó sẽ rất là bỡ ngỡ. Nên là mình, cái cách của Jenny là phải cực kỳ patient, cực kỳ kiên nhẫn với nó luôn. Ít nhất là trong vòng khoảng từ 2 tới 3 tuần đầu. Rồi sau đó mình bắt đầu mình từ từ mình dạy tụi nó, mình training tụi nó. Mình biết cái điểm yếu của nó là nó rất là thích ăn. Cái giống gì nó cũng ăn được hết, nó ăn rất là nhiều và nó không bao giờ nó từ chối đồ ăn. Đó là lý do mình có thể dùng đồ ăn để mình training nó. Còn nó dùng đồ ăn training là phải nói là số 1 rồi. Tại vì đối với nó ăn là cả thế giới. Ai nuôi Golden sẽ biết điều này. Nên training Golden Retriever thì mình sẽ dùng đồ ăn ha. Mình sẽ nói về cái vấn đề training đó sau. Nhưng mà nói về cái vấn đề là nuôi nó thì thật ra nó ăn rất là nhiều. Và hầu như trung bình là khoảng 2 tuần là Jenny phải mua một cái bao đồ ăn khoảng 10kg cho nó rồi. Nhưng trung bình thì một ngày là Jenny sẽ để ra 3 bữa cho nó. Là một bữa buổi sáng vào lúc khoảng 10 giờ, một bữa buổi trưa là vào lúc khoảng 4 giờ và một bữa vào buổi tối là khoảng 9 hoặc 10 giờ tối. Đó, cứ ngày nào cũng như vậy đó. Và hiện tại một lần mà Jenny cho Nugget ăn á, nó sẽ là đầy một cặp như thế này. Đấy, một cặp đồ ăn như thế này nè mọi người. Đó, mọi người đã có thể thấy là nó ngồi đây và nó đang đợi đồ ăn một cách. Như mình nói đó, nó rất là ham ăn luôn mọi người ạ. Này, ăn một miếng, ăn đi. Nó rất là ham ăn luôn mọi người ạ. Nên chỉ cần đồ ăn để trước mặt nó thì bắt nó làm cái gì như thế nào nó cũng làm hết. Đó, nó thấy mình cầm cái này ra là nó lập tức nó ra, nó đứng ngay đây đợi luôn. Đây, ăn thêm miếng nữa đi con. Dễ thương vô cùng, dễ thương lắm mọi người ơi. Đó, thì hiện tại là nó 7 tháng thì mình cho nó một ngày, mình cho nó một buổi ăn của nó là một cặp như thế này. Đây một cặp đồ ăn của nó nè. Đó, là một ngày là phải 3 cặp như thế này luôn đó mọi người. Đó là lý do tại sao mà đồ ăn nó hao như vậy á. Đó, chưa kể cho ăn vặt nữa hoặc là ăn treat nữa nha mọi người. Đó. Ok. Ok, I give you food. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn nha mọi người. Mọi người đợi mình xíu. Đó, mọi người có thể thấy cách nó ăn ha. Nó ăn rất là nhanh. Và nó rất là chú trọng chăm chú vào đồ ăn. Khi nó ăn là nó không để ý tới bất cứ một cái gì hết. Đấy. Nhìn nó như thế này mọi người có tin là nó 7 tháng không trời. Và cái vấn đề tiếp theo đó là về vấn đề đi vệ sinh của chó khi mà nó còn là puppy. Thật sự đây là một cái vấn đề khá là nan giải luôn mọi người. Trong thời gian đầu tiên ai nuôi chó cũng phải đối diện với vấn đề này và cảm thấy rất là, gọi là rất là không thể chịu nổi, hoặc là rất là mất kiên nhẫn, rất là frustrated vì chó mình không bao giờ đi vệ sinh đúng chỗ. Và bởi vì nó là puppy, nó chưa quen nhà mới, nó chưa quen với môi trường sống mới, nên nó không biết chỗ để đi vệ sinh. Cho dù mình có hướng dẫn, mình có chỉ nó bao nhiêu thì theo cái bản năng, nhiều khi nó nhịn không nổi hoặc là nó không kịp, nó cũng sẽ tè hoặc là ị ra ngay tại chỗ đó thôi. Thì lúc đầu á, là mình bực lắm, mình nói hoài nó không nghe, mình tức lắm mọi người. Nhưng mà cái gì thì khi mà mình đã nuôi chó, mình rất là cần tình thương và sự thông cảm, sự thấu hiểu. Nên đó là lý do mà mình không ngại cái vấn đề đó. Mình cứ tiếp tục mình kiên trì. Mình mỗi lần nó chuẩn bị đi vệ sinh mà mình thấy nó bắt đầu khụy xuống á, hoặc là có dấu hiệu là nó chuẩn bị đi á, thì mình ngay lập tức mình bồng nó, để ngay ngoài sân, ngoài vườn ngay lập tức luôn, để cho nó biết. Thì mình làm như vậy khoảng 20-30 lần đó mọi người, hoặc là hơn nữa, mình cũng không nhớ nữa. Mình làm vậy riết sau này nó nhớ. Mỗi lần nó muốn đi vệ sinh thì nó sẽ ra ngay cái cửa phía sau, nó cào, nó kêu. Là lúc đó mình sẽ biết là nó muốn đi vệ sinh, thì mình mở cửa thì ngay lập tức nó chạy ra ngoài. Và cho mọi người biết luôn, cái quá trình mà Jenny training nó để mà nó có thể đi vệ sinh bên ngoài mất 1 tháng. Chỉ mất 1 tháng thôi nha mọi người, là nó đã biết đi vệ sinh ở ngoài và không bao giờ đi trong nhà nữa. Sau khi nó đi xong thì nó vào, nó gõ cửa, nó kêu cửa, mình biết mình mở cửa ra vào. Nhưng mà để mà được tới cái quá trình mà nó phải nhớ và nó làm như vậy thì cũng hơi mệt. Thật sự là mệt lắm mọi người ạ. Và cái việc mà clean up, cái việc mà mình dọn vệ sinh, mình lau chùi mỗi ngày cực kỳ kiên nhẫn luôn. Mình cứ kiên nhẫn, nó cảm nhận được tình thương của mình, nó cảm nhận được tình yêu của mình thì nó sẽ nghe lời mình và nó sẽ muốn làm tất cả để cho mình vui. Và nó sẽ học được những cái bài học đó thôi, sớm hay muộn. Nên mọi người khi mà có puppy á, điều cần nhất là phải vô cùng kiên nhẫn và thương tụi nó, lo cho tụi nó giống như con mọn vậy đó mọi người. Nếu mọi người làm được như vậy á, thì bất cứ một dòng chó nào, không phải chỉ riêng Golden Retriever không, nó cũng sẽ theo cái nề nếp và cái lối sống đó, và nó sẽ làm cho mọi người có những cái giây phút gọi là rất là thoải mái, rất là thư thả trong cuộc sống. Và em nó sẽ vô cái nếp của nhà mình sau 1 tháng, thì lúc đó là cái thời gian mà mình cảm thấy mình đỡ vô cùng đỡ luôn á mọi người. Khi mà tất cả mọi thứ nó bắt đầu nó quay trở lại như cũ, cái nguồn sinh hoạt trước khi mà có chó của mình. Bởi vì sau đó chó của mình nó cũng sẽ nhận thức được và nó cũng sẽ trở nên ngoan hơn và nghe lời hơn nha. Còn về vấn đề giấc ngủ của nó, ngủ ở đâu, thì chó của mình nó không có thích ngủ ở trong chuồng, trong cái cage đó, hoặc là trong cái kennel. Nó không thích ngủ trong mấy cái đó. Bình thường thì nó chỉ nằm đất, hoặc là nó nằm ra sàn, hoặc là bất cứ chỗ nào mà nó cảm thấy dễ chịu là nó nằm luôn, không quan trọng là chỗ nào cả. Nhưng mà buổi tối, đặc biệt là buổi tối đi ngủ, thì nó lại thích vào phòng mình nó ngủ. Có nghĩa là nó ngủ dưới chân giường của mình, hoặc là nó ngủ kế bên giường của mình. Nhưng mà lúc nào buổi tối ngủ là phải ngủ trong phòng của mình. Cái nó dễ thương như vậy luôn đó mọi người. Đó, còn ban ngày thì ngủ tù lưa tá lả luôn, chỗ nào nó cũng ngủ được hết, rất là thoải mái và dễ chịu. Ịt xuống là ngủ vậy thôi đó, nó dễ như vậy luôn. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip lần này. Đây là những cái chia sẻ kinh nghiệm rất là thật lòng của Jenny, bởi vì qua quá trình mình nuôi chó thì mình rút ra được những điều như vậy. Và nếu các bạn có những đóng góp comment gì có thể để lại ở bên dưới cho Jenny nha. Và như Jenny nói đó, nếu như bạn đang chần chừ muốn có một em bé puppy, một chắc con để nuôi và để bầu bạn, thì mà nếu như lúc đó bạn đã có đủ sự chuẩn bị về tinh thần cũng như về tài chính thì tại sao không, đúng không nào? Bởi vì nuôi chó cũng là một cái duyên nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.